Chào hai chị, hôm nay hai chị đến với cái hội chợ mua sắm ngày hôm nay. Hai chị thấy cái chương trình mà trao đổi trong hôm nay, hai chị cảm thấy như thế nào? Chị cảm thấy là rất là tuyệt vời. Ừ, đúng không? Vậy chúng ta hãy cùng mua tiếp đi ạ. Trao đổi tiếp nhé. Còn chị thì sao? Chúng ta có thể ra ngoài này còn tham một trong năm ngoài rất là nhiều nha. Hai chị cùng đi ra ngoài đó rồi nha, và tất cả trong những cái hàng trong này cùng có một trong năm mình mới cho hết nha. Đấy, một trăm một trăm có thể trao đổi tiếp nha.